Chia tay rừng tràm Trà Sư, xin mời các bạn và chúng tôi đến với núi Cô Tô, hay còn gọi là Phụng Hoàng Sơn, điểm đến hấp dẫn ở Tri Tôn, An Giang. Huyện Tri Tôn, An Giang, với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ, cùng những di tích văn hóa, đã thu hút rất nhiều du khách đến đây khám phá, tìm cho mình phút giây thư giãn và lưu lại những bức ảnh ấn tượng. Núi Cô Tô, gọi tắt là núi Tô, còn có tên gọi khác là Phụng Hoàng Sơn. Tên Khmer là Phnom Tho, nằm trong dãy Thất Sơn thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, An Giang. Du lịch An Giang, nếu bạn muốn tìm một nơi để cắm trại qua đêm trên núi ở Tri Tôn, thì Cô Tô là một lựa chọn tuyệt vời. Núi Cô Tô là một nơi ngắm hoàng hôn lý tưởng. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh huyện Tri Tôn hay một vùng đất giáp biên giới Campuchia của An Giang, với nhiều núi đồi, đồng lúa, cũng như những mảnh ruộng của người Khmer sinh sống tại đây. Đến với Cô Tô, du khách sẽ được lắng nghe câu chuyện truyền thuyết lý thú về hồ suối vàng, được người dân lưu truyền hàng trăm năm qua, rằng các nàng tiên nữ thường hạ phàm xuống vùng núi Thất Sơn những đêm trăng sáng để dạo chơi và vui đùa. Một hôm, các nàng chơi trò ném đá, và sáng hôm sau, nơi ấy xuất hiện một ngọn núi nhỏ, đá chồng chất lên nhau với muôn hình thù hấp dẫn. Đó chính là Cô Tô ngày nay. Có nhiều cách để bạn leo tới đỉnh núi, bằng cách đi bộ leo núi, xe ôm hay xe máy tự túc. Núi Cô Tô có bảng giá niêm yết rõ ràng, trong đó mức tiền được tính theo điểm, tính cao dần theo độ cao của núi. Nếu bạn chọn phương thức là xe máy, thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, bạn sẽ đi hết tất cả các điểm lễ bái và ngắm cảnh. Cô Tô được nhiều du khách chọn là nơi hành hương, bởi trên núi có rất nhiều ngôi chùa và miếu thờ. Du khách sẽ được phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ và tìm hiểu về đời sống chay tịnh ở đây. Thank you.
từ điện năm căn đi lên khoảng trên 100 bậc đá sẽ gặp miếu Bà Cố, rồi tiếp đến Vồ Hội, người dân gọi là Dồ Hội. Dồ Hội có tầm nhìn cực rộng và thoáng, toàn bộ cánh đồng Tà Bạ sẽ trải ra trước mắt bạn với những tán cây rất đặc trưng khắp mọi nơi, tạo thành một nét riêng biệt khác hoàn toàn với những vùng lúa khác của Việt Nam. Từ đây, bạn cũng nhìn thấy núi Cấm và cả núi Tà Bạ đối diện kế bên. Nếu ngắm hoàng hôn thì đến Dồ Hội lớn, ngắm bình minh thì đến Dồ Hội nhỏ, hai nơi cách nhau khoảng 50 mét thôi. Dồ Hội lớn là nơi hành hương cúng bái nên ít góc chụp ảnh hơn, còn Dồ Hội nhỏ vắng vẻ hơn, bạn tha hồ chụp ảnh. Thật không hoa khi nói rằng núi Cô Tô An Giang là địa điểm ngắm hoàng hôn lý tưởng nhất vùng đất sơn kỳ thủy tú. Đứng trên núi cao, chờ mặt trời dần dần lặn xuống đẹp như một bức tranh. Giữa khung cảnh thiên nhiên mang một màu đỏ của ráng chiều, người ta có cảm giác như hòa vào thiên nhiên rộng lớn. Ngắm hoàng hôn ở đây giữa mênh mông đất trời mang đến cho người ta cảm giác vừa buồn, vừa đẹp, vừa thi vị. An Giang là vùng đất thuộc miền Tây Nam Bộ. Nơi đây có thời tiết nắng ấm quanh năm nên phù hợp để bạn đi du lịch bất kỳ lúc nào. Mỗi mùa, núi Cô Tô sẽ mang những vẻ đẹp khác nhau. Nếu bạn có cơ hội đến đây vào mùa lúa chín, bạn sẽ được ngắm nhìn những mảnh đất ruộng màu vàng óng và khung cảnh người dân gặt lúa. Dưới chân núi còn là địa bàn sinh sống của những người Khmer và người Việt. Đến đây, du khách không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mà còn được trải nghiệm hai nét văn hóa giao thoa, hài hòa với nhau. Chia tay Phụng Hoàng Sơn Cô Tô, xin mời các bạn cùng chúng tôi đến với khu du lịch Đồi Tức Dục, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của An Giang. Khu du lịch Đồi Tức Dục thuộc địa phận xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Đến đây, du khách được hòa mình vào khung cảnh tuy hoang sơ nhưng tuyệt mỹ, còn được tận hưởng không khí trong lành mát mẻ hữu tình và có những giây phút thư giãn thú vị với nhiều trò chơi hấp dẫn. Tức Dục là một ngọn đồi nằm bên núi Cô Tô, cách thành phố Long Xuyên khoảng 70 km và cách biên giới Campuchia 10 km. Ngọn núi thuộc dãy thất sơn hùng vĩ giữa bao la rừng đồng của huyện Tri Tôn. Tức Dục cao 216 mét, có diện tích trên 2.200 mét,
với chu vi hình cánh cung dài khoảng 3 km. Ngọn đồi tuy nhỏ nhưng có cấu trúc bởi thiên nhiên vô cùng độc đáo và huyền bí. Trong lòng đồi bao gồm nhiều hang sâu, động lớn với nhiều ngõ ngách ăn luồng và thông nhau do các tảng đá lớn, nhỏ chồng chất lên nhau. Trông giống như mạng nhện, người dân địa phương gọi là lò ẻn, hang trên núi. Mỗi hang mang vòng vẽ độc đáo với những khối đá đan xen tài tình đủ kiểu. Sàn nơi này là đá, nơi kia và ván và tre ghép lại. Không khí lúc nào cũng mát rượi thông thoáng bao phủ khắp mọi nơi, nên dù đông người nhưng cũng không làm ngột ngạt khi ở nơi đây. Thuở xưa, qua nhiều thế kỷ, nhiều người tìm đến đây khẩn quan mở đất. Với cái nắng cháy da của mùa hạn, cơn khát nước đến thiếp đi. Trong cơn mơ, các cụ tổ đã nghe tiếng róc rách của suối. Khi tỉnh giấc lúc bình minh, các cụ tổ tìm ra nguồn nước từ các khe đá của ngọn đồi. Dân làng mừng vui quá, bèn đặt tên cho ngọn đồi là Tức Chúc. Tiếng Khmer có nghĩa là nước chảy trong đêm, sau đó gọi là Tức Dục. Nơi đây, vào mỗi mùa trong năm đều khoác lên mình một vẻ đẹp riêng vô cùng lãng mạn như phượng đỏ, hoa lan rừng, hoa giấy, đồi vạn tuế xanh cùng vô vàn loài hoa tỏa sắc hương vây quanh, tô điểm cho khung cảnh khu đồi. Đặc biệt có khu công viên hoa kiển rộng lớn, mát rượi được bao quanh bởi những hàng điệp, hàng dương tươi tốt. Nhiều loại hoa đa dạng sắc hương rất phù hợp với các đoàn đến nhà ngoại cắm trại. Du lịch An Giang, đến thăm khu du lịch Tức Dục, bạn đừng quên thưởng thức các món ăn đặc sản vùng Thất Sơn tại nhà hàng Tức Dục như gà đốt ô thun, bò nấu lá giang rừng, lươn lá nhàu, bánh xèo ăn với các loại rau muống. Với vẻ đẹp phóng khoáng và nên thơ giữa khung cảnh núi rừng bao la, hồ Latina xứng danh là điểm check-in thu hút ở An Giang hiện tại, bên cạnh những địa danh đã vô cùng quen thuộc. Hồ Latina vốn là một hồ nước nằm ngay dưới chân núi Cấm. Địa điểm du lịch nổi tiếng này nằm giữa vị trí giáp ranh huyện Tịnh Biên và Tri Tôn của tỉnh An Giang. Theo lời người dân địa phương, ban đầu đây chỉ là một hồ nước nhỏ với tên gọi quen thuộc là Hồ Đá. Nhưng hồ có vị trí khá đẹp với khung cảnh quyến rũ bởi được thiên nhiên ban tặng dòng nước mát lành, mực nước sâu vừa phải với độ xanh tuyệt đẹp, nên đã nhanh chóng trở thành điểm du lịch An Giang thu hút. Hồ Latina An Giang sở hữu vị trí địa lý độc đáo giữa thiên nhiên bao la rộng lớn. Nếu hồ Xoài So nằm ở sườn núi Cô Tô thì hồ Latina tọa lạc dưới chân núi Cấm và mang vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ với những vách đá dựng đứng, thậm chí có nhiều đoạn vươn cao chót vót như thể sắp chạm vào trời xanh. Chính vì vậy mà nơi này khá thu hút khách du lịch An Giang tới thăm, ngắm cảnh và đi dạo, nhất là các bạn trẻ mê sống ảo với những bức tranh, bức ảnh vừa chất vừa mới lạ. Khung cảnh hồ nước nổi tiếng của An Giang thật sự bình yên và thơ mộng với núi non trùng điệp. Không chỉ vậy, bức tranh thiên nhiên còn được tô điểm thêm với mây xanh nước biếc và nhất là màu hồ nước trong veo đến mức bạn có thể nhìn tận đáy sâu nhất. Đó là khung cảnh bình yên của một buổi chiều, nghỉ ngơi bên những tảng đá phẳng lì, ngắm vách núi phía xa xa. Trước mắt là hồ nước trong xanh không chút gợn sóng. Audio Jungle.